nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Hội đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân pháp càng lấn đối, vì chúng quyết tâm giết nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Chính phủ lâm thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh phải đương đầu với các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Chính phủ lâm thời do Hồ Chí Minh làm chủ tịch kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã ra thông báo về chính sách đối ngoại của nhà nước Cộng hòa đầu tiên ở Đông Nam Á. Đối với các nước đồng minh, Việt Nam hết sức thân thiện và hợp tác trên lập trường bình đẳng. Riêng với Trung Hoa, Việt Nam lại càng thắt chặt tình thân ái, khiến hai dân tộc Việt Hoa tương trợ mà cùng tiến lên. Đối với chính phủ Pháp De Gaulle, chủ trương thống trị Việt Nam thì quyết chống lại. Với các nước bạn Cao Miên và Ai Lao thì lấy dân tộc tự quyết làm nền tảng. Hiện nay và ngày sau, cùng chung số phận với Việt Nam đã từng bị Pháp đô hộ thì cùng phải chống lại sự xâm lăng của Pháp. Ngay trong thời hợp đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra những điều, những chủ trương, những chính sách cực kỳ quan trọng từ đó cho về sau. Bác đề ra phải chiến đấu chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Trong khi 20 vạn quân Tưởng Giới Thạch tràn qua biên giới Việt Trung xuống miền Bắc vào Hà Nội, giải giáp vũ khí khoảng 60 vạn quân Nhật. Từ vĩ tuyến 16 trở vào, quân đội Pháp núp bóng quân Anh, lấy danh nghĩa quân đồng minh kéo vào, hòng che đậy âm mưu xâm lược Việt Nam lần thứ hai. Để đảm bảo cho chính quyền mới được thành lập thông qua tổng tuyển cử tự do, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký một số sắc lệnh, chỉ đạo phải tập trung tổ chức càng sớm càng tốt cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc dân đại hội. Tổng tuyển cử phải được thực hiện theo lối trực tiếp, phổ thông và bỏ phiếu kín. Ngày 6 tháng 1 năm 1946, cuộc tổng tuyển cử được tổ chức trên cả nước Việt Nam. Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên dưới họng súng quân thù đã bầu ra được 333 đại biểu. Thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử đã mở ra giai đoạn của thể chế chính trị mới ở Việt Nam. Thời kỳ nước ta có một quốc hội của độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và đại đoàn kết toàn dân. Tổng tuyển cử để là bầu ra người đại biểu mình. Tôi thì đi ra ứng cử, tôi ra mắt cho đồng bào. Ở tại thị xã Bạc Liêu, rồi tôi đi xuống các quận huyện, rồi đi về tới Nam Căn. Thì có thể nói là
hồ hởi, phấn khởi lắm. Đúng 9 giờ sáng ngày 2 tháng 3 năm 1946, kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 1 khai mạc tại Nhà hát lớn Hà Nội. Trước âm mưu của những thế lực phản động trong và ngoài nước, Đảng ta thực hiện sách lược hòa để tiến. Quốc hội đã chấp thuận dành 70 ghế cho hai đảng Việt Quốc, Việt Cách không qua bầu cử để tạo ra sự thống nhất cho tất cả các đảng phái cùng có nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước. Bác rất là tôn trọng với người cái tổ chức của đại biểu cho nhân dân, tức là Quốc hội. Đấy. Mà bác có ý thức cao lắm về cái vai trò của Quốc hội. Khi Quốc hội khóa 1 thì nó có nhiều cái xu hướng và không thể dung hòa với nhau được. Thế cho nên là mình phải rộng lượng và cho 70 đại biểu hai đảng Việt Quốc và Việt Cách thì tham gia. Hôm nay là cái đại đoàn kết này. Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 1 diễn ra chỉ 4 tiếng đồng hồ. Các đại biểu tập trung thảo luận vào vấn đề sống còn, thành lập chính phủ liên hiệp kháng chiến để đương đầu với các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Câu nói trong ngày họp đầu tiên của chính phủ lâm thời nước Việt Nam Chủ Cộng Hòa rằng nước độc lập mà dân chúng được tự do hạnh phúc thì không có nghĩa lý gì. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có một câu nói rất hay. Đó là một dân tộc rốt là một dân tộc yếu. Trải qua một thời gian dài, dân tộc Việt Nam chúng ta sống trong cái chế độ phong kiến lạc hậu, nền giáo dục thuộc địa của thực dân, dùng cái chính sách ngu dân để cai trị. Thì rõ ràng cái việc giải phóng con người, giải phóng thân phận của một dân tộc thuộc địa đồng nghĩa với giải phóng cái sức sáng tạo, cái trí tuệ của nhân dân. Cái tư tưởng nâng cao dân trí mà các thế hệ trước đã từng nêu ra nó được cụ thể hóa trong việc xây dựng một cái phong trào học tập. Trước hết là với cái việc xóa nạn mù chữ và để mọi con người có thể thể hiện được mình trên lĩnh vực chính trị là thực hiện được quyền của mình trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên mùng 6 tháng Giêng năm 46. Ngay sau khi thành lập, Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến đã bắt tay vào giải quyết những vấn đề thiết thực của quốc kế dân sinh, vận động nhân dân tích cực tham gia sản xuất để chống giặc dốt. Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn dân tăng gia sản xuất, chống dùng gạo nấu rượu. Người tình nguyện 3 ngày nhịn ăn một bữa, tiết kiệm gạo để cứu đói. Tuần lễ vàng đã giải quyết được một phần khó khăn khi ngân sách nhà nước hầu như trống rỗng. Đầu tháng 10 năm 1945, nhân dịp một phái bộ của đồng minh đến Hà Nội, Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến dựa trên nguyên tắc của Hiến chương Đại Tây Dương làm nền tảng, đề ra chính sách ngoại giao với Mỹ, Trung Hoa và đặc biệt là với Pháp. Ngày 6 tháng 3 năm 1946, Hiệp định sơ bộ giữa Pháp và Việt Nam được ký kết. Chính phủ Pháp đã chính thức công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do, có chính phủ và nghị viện, quân đội và tài chính riêng trong Liên bang Đông Dương và Liên hiệp Pháp. Chính phủ Việt Nam tuyên bố cho phép 1,5 vạn quân Pháp thay thế 20 vạn lính Trung Hoa Quốc dân Đảng ở miền Bắc. Hồ Chủ tịch nói, chọn thương lượng thay vì đánh nhau chính là bằng chứng hiểu biết về chính trị. Chính phủ Liên hiệp thực thi các sắc lệnh quan trọng có ý nghĩa củng cố và xây dựng bộ máy hành chính, xây dựng quân đội, củng cố kinh tế. Hội đồng Ủy ban Nhân dân các cấp lần lượt được bầu ra và hệ thống hành pháp được hoàn thiện trong một thời gian rất ngắn. Nhiều sắc lệnh quan trọng được công bố, sắc lệnh số 33 và sắc lệnh số 71, đổi tên Vệ quốc đoàn,
thành quân đội quốc gia Việt Nam và quy định cấp bậc, quân phục, quân hiệu của bộ đội. Chiều ngày 30 tháng 5 năm 1946, hàng vạn đồng bào thủ đô đã meeting tiễn phái đoàn chính phủ sang Paris đàm phán. Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào Nam Bộ khẳng định, Nam Bộ là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi. Chủ tịch Hồ Chí Minh là khách mời đặc biệt của chính phủ Pháp cùng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do ông Phạm Văn Đồng làm trưởng đoàn dự hội nghị Fontainebleau bàn về tương lai của Việt Nam và mối quan hệ Việt-Pháp. Chính phủ Pháp không công nhận nền độc lập và quyền tự quyết của Việt Nam. Pháp cho rằng Việt Nam không có quyền cử đại diện ngoại giao đi các nước. Nam Bộ là đất Pháp và mang dấu ấn của Pháp. Những quan điểm trái ngược của hai đoàn đã đẩy cuộc đàm phán Việt-Pháp đến sự căng thẳng tột cùng. Qua các nỗ lực ngoại giao mang tính thiện chí, Hồ Chí Minh đã tiếp xúc với các đảng phái và nhiều tổ chức quần chúng ở Pháp để bày tỏ khát vọng hòa bình và độc lập của Việt Nam. Người đề cao các lý tưởng tự do, bình đẳng, bác ái của nước Pháp và mong muốn những giá trị đó được nước Pháp tôn trọng ở Việt Nam. Để duy trì sự hòa hoãn giữa hai nước, bản tạm bước đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Hải ngoại Pháp Moutet ký kết vào ngày 14 tháng 9 năm 1946. Theo đó, quyền lợi của người Pháp ở Việt Nam được tôn trọng. Hai bên cam kết thực hiện những nội dung của Hiệp định mùng 6 tháng 3. Phía Pháp thừa nhận đồng bào Nam Bộ sẽ bỏ thăm để quyết định tương lai của mình. Hai bên ngừng chiến và tù chính trị đều được thả. Những nội dung của bản hiệp ước giúp chúng ta có thêm thời gian để củng cố và phát triển lực lượng, sẵn sàng cho cuộc chiến tranh vệ quốc toàn dân, toàn diện và trường kỳ để đạt được mục đích hòa bình, độc lập, thống nhất Tổ quốc. Cuối tháng 10 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh về tới Hà Nội. Đông đảo nhân dân Hà Nội đã chào đón người sau 4 tháng đi xa. Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu, Việt Nam thống nhất hiện nay chưa thể giải quyết được, nhưng tôi dám quyết rằng Việt Nam nhất định độc lập, Trung Nam Bắc nhất định một nhà. Trong khi chính phủ Liên Hiệp Kháng Chiến thực hiện các cuộc đàm phán ngoại giao, quân đội Pháp đã xé bỏ Hiệp định Sơ Bộ mùng 6 tháng 3. Họ tấn công Hải Phòng và Lạng Sơn, tăng quân trái phép ở Hải Dương. Pháp liên tiếp gây ra các xung đột quân sự, tàn sát dân thường ở phố Hàng Bún, phố Yên Ninh, Hà Nội. Kẻ xâm lược hy vọng bằng sức mạnh quân sự có thể đè bẹp ý chí của nhân dân Việt Nam. Bác Hồ chúng ta là con người của những quyết định lịch sử, trong những bước ngoặt lịch sử. Sau khi ở Pháp về đó, thì bác trên trường chinh chúng tôi trong thường vụ đều thấy là ta đã nhân nhượng đến cái giới hạn cuối cùng, cho nên khả năng hòa bình còn rất mong manh. Ngày 5 tháng 11 thì bác là viết những công việc cần thiết lúc bây giờ, và ít lâu sau thì có cuộc hội nghị Vạn Phúc quyết định toàn quốc kháng chiến. Sau cuộc họp thì bác hỏi tôi là cuộc kháng chiến cả nước bùng nổ, thì chú liệu là thủ đô Hà Nội ta giữ được bao nhiêu lâu? Tôi đáp là thưa bác, có thể giữ được một tháng. Công tác chuẩn bị chiến đấu cho ngày 19 tháng 12 46 đã được chuẩn bị một cách tích cực. Vì một mặt ta phải tổ chức chiến đấu, một mặt khác ta phải tổ chức, tức là sơ tán dân ra ngoài, để tạo điều kiện cho vấn đề là đỡ ảnh hưởng thương vong. Thứ hai, tạo điều kiện là có điều kiện vật chất để kéo dài thời gian
vận động nhân dân mua gạo, lương thực, rồi vấn đề các thức ăn khô để lại tại gia đình, để ra gì là cơ sở lương thực để cho bộ đội vấn đề giữ Hà Nội sau này. Chiến tranh ngày một lan rộng ở các tỉnh thành. Ngày 19 tháng 12 năm 46, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn đấy, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên. Ở Hà Nội, quân Pháp đi lại nghênh ngang, cố tình khiêu khích quân ta nổ súng để thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh. Nhưng tự vệ Hà Nội vẫn lặng lẽ chuẩn bị với tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Chủ trương là chỉ giữ lại 500 người, tính toán cái thời gian chiến đấu có thể kéo dài, giữ lại 500 người thôi. Nhưng mà thực tế kết thúc trong ngày, thì lúc đó ở trong tù áo, ở trên trần nhà, nó bắt đầu mới chui xuống. Và em dứt khoát, chết thì chết, em không ra, em phải gắn liền với Hà Nội, sống chết với Hà Nội. Thì tự nhiên nó đẻ cái số lên 1.200 người. Khi nghe những tiếng Đại Bác nó nổ ngay là chỗ mình, và thấy cảm cái nơi đất lửa lên. Phải đánh thôi, cái câu phải đánh thôi là một cái tiếng reo của cái lòng tự hào của cái tuổi trẻ Hà Nội và tuổi trẻ Việt Nam. Thì khi địch đánh vào cái khu phố Hồng Thiếp, thì ở trong khu phố Hồng Thiếp thì lúc đó thì nói chung là nhà nọ nối tiếp nhà kia qua bằng các cái lỗ tường đục trượt. Cái đục đây thì nó hay này, cái đục đây nó không phải thành một cái đường thẳng mà dích dắt, nó hình thành cái địa đồ vắt quả. Thì chúng tôi đi để cái địch đánh vào, nó dùng tất cả pháo, dùng máy bay, nó đem bom, rồi ép xăng trép, rồi phun súng phun lửa, chúng tôi cho nó phát triển cái mũi tấn công đấy, thì để nó chui qua 10-12 nhà. Mà cái thằng Pháp lúc đó thì nó to, mà mình đây lỗ là có tính chất để mà liên lạc thôi, liên lạc trong chiến đấu thôi, thì buộc nó phải lách cái vai sang. Trước khi lách cái vai sang thì nó phải đưa khẩu súng sang trước, thì nó lách cái vai. Thì khi nó đưa được cái đầu nó sang, đòn gánh nện vỡ đầu, thô sơ thắng hiện đại. Trong khi thô sơ thắng hiện đại thì đội hình ở phía sau nó ùn lại, không phát triển được. Thì ở trên gác lựu đạn ta ném xuống, yếu thắng mạnh và từ ít thắng đông, chúng ta diệt. Cuộc chiến đấu trong lòng thành phố hết sức ác liệt. Lực lượng quân sự chủ yếu của chúng ta trong nội thành là trung đoàn thủ đô. Chiến lũy đã dựng lên khắp phố phường. Chiến sĩ tự vệ, nhiều nam nữ thanh niên và nhân dân thủ đô bằng vũ khí thô sơ tự tạo đã chiến đấu không cân sức với đội quân xâm lược, được trang bị vũ khí có sức hủy diệt lớn. Trong 60 ngày đêm Hà Nội, tên tuổi đội du kích Nguyễn Ngọc Nại được ghi vào trang sử vàng bi tráng bên bờ sông Hồng. Nhiệm vụ của đội là chuyển công văn, thư từ, lương thực thực phẩm và dẫn đường cho bộ đội và nhân dân rút ra qua bãi giữa sông Hồng. Các đồng chí hãy thấy rằng cả một đơn vị tôi có 238 khẩu súng. Một cái khẩu súng chủ lực là một cái trung liên mắng nước, có mỗi một cái thôi, chứ còn là cái cào cào bắn cái thì tắt. Tình hình nó súng ống như thế, một bộ đội ta thì đâu có được huấn luyện, độc công nhân với gì học sinh thôi. Lúc tuổi thì còn nhỏ thôi, năm mới là 16 tuổi thôi, tôi sinh năm 30 mà. Thì mà mình đã trở nên một người lính được cầm súng, cầm cái cổ bút sắc tông cổ lỗ, thì mình sao mà xúc động thế. À, ta bây giờ cũng đang làm người lính rồi, mà là của lính, để người lính cứu quốc.
người lính bây giờ đấy hồi đó đang nói tên là đã gọi là lính của cụ Hồ rồi cơ mà, cho nên nó có một cái tự hào và cái kiêu hãnh lắm, không sợ đâu. Cái tâm lý tôi đặt xin nói là không phải của tôi, của tất cả bạn bè của tôi và hầu hết của nhân dân. Ngày 16 tháng 2 năm 47 thì đại diện Hoa Kiều đến gặp ban chỉ huy trung đoàn ta, đề nghị là hiện nay là Hoa Kiều đang thiếu vấn đề là lương thực, thiếu chất tốt, đề nghị ta hỗ trợ. Thứ hai là đề nghị ta ngừng cho một ngày bắn để Hoa Kiều sẽ thống nhất với quân đội Pháp để được rút ra ngoài, là cái âm mưu của địch muốn thăm dò cái thực lực của ta. Thế thì khi Hoa Kiều đặt vấn đề thì ta cũng thống nhất là về bên lương thực chúng tôi sẵn sàng là giúp đỡ các Hoa Kiều hai tạ gạo và ngô và số chất tốt. Mình đánh lạc hướng nó thì nó có tin là như thế là Việt Cộng nó hái còn lương thực nhiều, nó còn chiến đấu chứ không phải nó đã rút ra. Thì ngay cái đó là cái nghi binh để tối 17 tháng 2 ta rút ra. Tối 15 thì Nguyễn Ngọc Lại là đội trưởng đội du kích Hồng Hà bắt đầu dẫn cái tiểu đội vào bắt liên lạc với ta và chuyển đạt mệnh lệnh là bằng giấy là ra lệnh cho ta phải rút, và rút với tinh thần kỷ luật và an toàn. Nó không ngờ là chúng ta lại chọn rút qua sông Hồng mà không cho trong tay không có phương tiện, toàn là thuyền nan động với gỗ, đóng thuyền gỗ độc mộc, thì nó không ai nghĩ là Việt Nam lại có thể dám rút cả một lực lượng, cả nhân dân, rồi cả quân đội, rồi cả thanh niên qua con sông Hồng được. Cho nên phải công nhận này, chúng ta rút được qua sông Hồng là chúng ta giữ mật rất giỏi, mà chọn cái bến xuống rất tốt, xa những cái điểm trọng điểm của nó. Nhưng mà phải công nhận này, nó tầm Pháp cũng xoành cái điểm đó, phán đoán sai. Trung đoàn rút ra thứ tự thì tiểu đoàn 101 Đồng Xuân đi trước, từ Đình Xuân Độc đi ra hướng phố Hàng Mắm, rồi qua đê đi trách ra chỗ vấn đề cầu Long Biên. Là hôm đó mưa phùn gió bấc, vì là tổ chức quần chúng vẫn có những tiếng động, thế nhưng mà được cái gió nó xuôi nó đưa hết thành địch nó phát hiện được. Thế thứ hai là lúc đó ở trên cái đường mình rút ra là bãi ngô, bãi sậy đã tạo nên một cái vấn đề vị ngụy trang cho đội hình. Cho nên địch ở trên này cầu này thì có quét đèn pha nữa, một là bị sương mù, hai là cái góc quét nó là góc hẹp, thứ ba là bị cái vấn đề tổ chức ngụy trang. Thì cứ theo cái bãi nổ đó mà Nguyễn Ngọc Lại hướng dẫn thì đi theo ven cái bờ sông bãi nổ, tổng số có 35 thuyền, thuyền to, thuyền nhỏ, thuyền thúng, thuyền tam bản. Thế như phải nói là dân rất tích cực. Từ 5 giờ xuống đò để mà qua bến á, cho đến 8 giờ sáng đội hình mới rút hẳn sang bên Hữu Ngạn. Đây là cuộc lui quân thần kỳ. Thần kỳ là hơn 1.000 người vượt qua vòng vây dày đặc của địch, vượt qua sông Hồng. Quân không mất một người, vũ khí không thiếu một khẩu, an toàn trọn vẹn. Mà đặc biệt là lúc đó như tôi nói, hoàn toàn là chiến tranh nhân dân đã xuất hiện ở cái chỗ là tất cả các thuyền và đò đã sẵn sàng tổ chức đón đưa bộ đội vượt sông. Sau cái thời gian ta đã rút sang bên này hẳn hết rồi, Hoa Kiều ở trong Hà Nội đã là báo cho Pháp biết là hiện nay cái lực lượng của đơn vị ở đây không còn ở đây. Thì đúng rồi, Pháp tổ chức gọi là
duyệt duyệt bắt, tức là tổ chức một đội cano để duyệt bắt. Thế nhưng mà tổ đồng chí Nguyễn Lợi lại phải nói là rất dũng cảm, đưa đội hình từ cái bến xuống bến cho đò rồi thì ở lại tại đấy tổ chức, vấn đề là đội hình chặn địch, 11 người ở lại chiến đấu, thì như thế là coi như địch đó bắn, coi như là hy sinh cả 11 người. Sau đó thì nó bắt đầu nó càn vào cái làng Tứ Tổng, nó diệt và đốt cháy 44 nhà và phá hủy giết một khoảng 20 bị thương. Cho nên hàng năm ấy, cái ngày đó vẫn là cái ngày giỗ của nhân dân địa phương đối với cuộc tàn sát của địch. Trận Hà Nội kéo dài trong 2 tháng, giữa một bên là quân đội chính quy hiện đại có đài bác xe tăng của Pháp, một bên là nhân dân vũ trang, các đội tự vệ, đội cầm tử và những cái đơn vị mới thành lập của quân đội ta, mà kéo dài trong 2 tháng, chứng tỏ cái tinh thần là quyết chiến quyết thắng của quân đội và nhân dân Việt Nam. Cái trận này là một trong những cái trận hiếm thấy trong lịch sử quân sự của các dân tộc. Thế còn cái cuộc rời đô mà hoàn toàn là tốt đẹp, trọn vẹn từ Hà Nội lên đến Tân Trào cũng là một cái cuộc rời đô hiếm thấy. Bảo toàn lực lượng để trường kỳ kháng chiến chính là tư tưởng chỉ đạo của Đảng và Bác Hồ trong những ngày rời đô lên chiến khu Việt Bắc.